Xin chào các bà con. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay một nội dung ở trong chuồng bồ câu gà Mỹ quần thể nhé. Ở kênh mình thì chim bồ câu gà Mỹ thì mọi người hay thấy mình làm chim bồ câu nhốt riêng lẻ. Còn hôm nay thì mình sẽ cho mọi người thấy là những cái cặp chim bồ câu gà Mỹ á, mà cái con của nó nặng như thế nào. Mình có một cái cân ở đây này mọi người, một cái cân ở đây. Thì lát nữa mình sẽ cân con chim bồ câu con tầm khoảng 25 đến 30 ngày tuổi cho mọi người xem là cân nặng nó như thế nào đối với chim bồ câu gà Mỹ nhá. Đây là những cặp chim bồ câu gà Mỹ đang sinh sản ở trại mình này. Đấy. Mình sẽ làm những cái ô này thì chắc những clip trước đó mọi người cũng đã thấy mình làm rồi. Thì đây là màu vàng rơm này. Con này con bố này thì phải được 1 kg một con rồi nha mọi người. Còn đây là con chim bồ câu con này. Giờ mình sẽ bắt nó ra cho mọi người xem luôn. Đáng khỏe. Không biết nó có chịu đứng ở trên cái cân này không đây. Khoảng 7 lạng nha mọi người. Con chim bồ câu này khoảng được 7 lạng. Nha. Khoảng 7 lạng con chim bồ câu con tầm khoảng 25 ngày tuổi. Đây nha. Rồi. Nó còn nỉ tặng mình một cục phân nữa mọi người. Mọi người thấy không? Đây là con kia là con chim bồ câu bố của nó kìa. Đây là con bố của nó nha. Mọi người thấy cái bộ cánh của nó không? Lông cánh rất dài. Và con chim bồ câu con này cũng vậy. Dù khoảng 25 ngày tuổi thôi mà mọi người thấy cái bộ cánh của nó đã khá là dài rồi đấy. Đây là bố mẹ của nó này. Còn mình cân thử cho các bạn xem con chim bồ câu gà Mỹ màu nâu đỏ này. Cũng là con luôn. Con này thì nó nhỏ ngày tuổi hơn một tí. Đây mình cân cho mọi người thử xem. Con này thì hình như là nó nhỏ hơn. Con này được 5 lạng nha mọi người nhé. Nhỏ tuổi, nhỏ ngày hơn. Con này được 5 lạng. Đấy, con này là bố mẹ nó vẫn đây. Cho mọi người xem lại đây. Nếu mọi người để ý ở cái con chim bồ câu con này thì con chim hồi nãy là bố mẹ hầu như là bây giờ nó phải tự ăn. Còn con chim bồ câu này, con này là bố mẹ mới cho ăn này. Có nghĩa là con này chưa biết ăn nhiều ấy. Đấy. Nó vẫn ở trong lồng với bố mẹ nó ấy. Còn mình thử bắt con chim bồ câu bố này mình cân cho mọi người xem ấy nhé. Mình bắt được hay không thì cũng cân thử cho mọi người xem luôn. Ôi, không được rồi mọi người. Không chịu đứng. Nhưng mà mọi người cho mọi người xem cái độ khủng của con chim bồ câu bố này nè. Nha, mọi người xem lông cánh nè. Mọi người thấy đã không? Nhìn rất là đẹp. Con này nặng lắm mọi người. Nhìn cho mọi người xem. Và chim bồ câu gà Mỹ nuôi á thì mọi người phải xem cái bộ cánh nó như thế này nhá. Đây. Nó phải đẹp như thế này mới là hàng chuẩn nha mọi người. Ở đây rất là dày, ở lườn nó thịt rất là dày. Và chân của nó rất đẹp, con này hàng chuẩn ở trại mình ấy. Đấy, mọi người thấy cái bộ lông cánh của nó không? Rất là đẹp. Còn bồ câu gà Mỹ màu nâu đỏ ở dưới cũng rất là chuẩn đấy mọi người nhé. Bọ này là bồ câu sinh sản đấy. Còn ở trại mình thì khi mà bồ câu đẻ thì mình cho ấp bằng máy ấp trứng nha. Mình cho ấp bằng máy ấp trứng và khi mà trứng nở ra thì có thể như là mình sẽ cho chim bồ câu ti gian thái nuôi con hộ nó luôn. Hoặc là có những cặp thì như kia mình để cho bố mẹ nuôi. Nhưng mà thường là ít lắm, hầu như là mình cho chim bồ câu ti gian thái nuôi. Con kia là đang rủ bạn tình vô trong cái ổ đẻ để chuẩn bị đẻ lứa mới đấy. Còn
Đối với mọi người nuôi chim bồ câu mà nuôi quần thể á, thì theo mình ấy, thì mọi người làm một cái kiềng chân đấy nhá, cái kiềng chân màu á, để có thể mình biết nó là một cặp đấy. Coi như là có thể nhá, ai đến trại của mình thích cặp này quá thì mình vô mình bắt liền cho khách. Và bồ câu nó đi theo cặp theo đôi nhá, mọi người thấy cái con màu xanh nhá, cặp màu xanh kia là đôi, kia là một cặp nhá, cái kiềng chân màu xanh ấy. Đấy, còn hai cặp vàng kia thì mình không làm kiềng chân, cặp nâu đỏ này thì mình cũng không làm kiềng chân, còn những cặp khác để phân biệt thì mình sẽ làm kiềng chân cho nó nhá. Bồ câu thì nó sẽ đi theo cặp, thì đối với những cặp chim bồ câu ở trại mình á thì nó có những cái size như thế này này, mình chia sẻ với mọi người luôn để mọi người nắm. Tại vì chim bồ câu gà Mỹ á, thường thường như là nó sẽ có hai size. Thứ nhất là cái loại mà từ 9 lạng đến 1 kg là nó nằm ở cái cặp bố mẹ hồi nãy mình cho các bạn xem đấy. Còn cái bọn nó nhỏ tháng tuổi hơn một tí á, nó nằm ở 8 đến 9 tháng tuổi á, thì cái cân nặng của nó lúc đó là tầm khoảng 8 lạng nha mọi người nhá. Thì lúc đó là chim bồ câu đẻ cực nhiều và nuôi con của nó cũng cực kỳ siêu luôn. Còn mọi người mà muốn nuôi chim bồ câu mà dạng to dạng khủng á thì nó cũng phải ở cái độ tuổi khoảng trên 1 năm. Trên 1 năm nha mọi người nhá. Tại vì chim bồ câu á thì mình phải cho ăn theo cái chế độ, chứ mình không thể nào mà thúc nó bằng cám thịt được nha mọi người. Mọi người mà thúc nó bằng cám thịt á là chắc chắn là nó ít đẻ và đẻ rất thưa. Thì chim bồ câu mọi người nuôi thì mình thấy là khoảng 90% mọi người thích đó là chim bồ câu vừa đẹp vừa đẻ nhiều nữa. Nên là cái đó là cái dạng phân khúc ở trại mình là cực kỳ nhiều và mình nhắm đến luôn. Tại vì mình mua một cặp chim bồ câu giống về đi thì mình cũng rất thích nó đẻ nhá. Tâm lý của mình cũng vậy, nên là mình hiểu được cái tâm lý của mọi người nuôi chim bồ câu á, nên mình không bao giờ thúc chim bồ câu ăn bằng cám thịt nhá mọi người nhá. Nên ở trại mình cho ăn bằng cám gà đẻ chuẩn Tây Bắc, nó là vậy. Còn nhiều người nuôi chim bồ câu thì theo mình được biết thì cái thúc nó bằng cám thịt á, thành ra là có thể chim bồ câu nó to rất là nhanh, to có thể là chưa đến 1 năm nhưng mà có thể đạt cái trọng lượng 9 lạng đến 1 kg. Nhưng mà mình thấy rằng cái độ đẻ của nó là không ok đâu mọi người nhé. Cái lại nuôi con đất vụng và có thể đạp vỡ trứng luôn. Còn chim bồ câu của trại mình đây, size to thì cũng có liền cho mọi người. Còn cái size mà 8 lạng cái này mà đẻ nhiều, đó là cái size mà người ta thích nhất. Tại vì cái độ tuổi này là cái độ tuổi mà đẻ mà nó cực sung luôn. Và cái vòng đời của chim bồ câu á, mọi người nuôi thì mọi người có thể nuôi tầm khoảng 10 năm đến 12 năm mình mới phải thải nó đi nhá. Có nghĩa là thời gian mình chơi con chim bồ câu đấy cực kỳ lâu luôn. Ở thế giới thì có những cái con chim bồ câu nó sống tầm khoảng 25 năm. Nhưng mà mình chơi và mình cho nó đẻ thì là mình nuôi nhốt cái này từ khoảng 10 đến 12 năm thôi là mình đã có thể thay cặp khác rồi. Nên là cái vòng đời chim bồ câu nó cũng khá là lâu. Nên là mọi người nuôi chim bồ câu thì mọi người cứ lên theo dõi kênh của mình đi. Kênh của mình thì nhằm cái mục đích là để cung cấp những kiến thức về nuôi chim bồ câu cũng như là kinh nghiệm nuôi chim bồ câu. Mọi người chưa am hiểu nuôi chim bồ câu nhiều thì cứ lên kênh của mình sẽ chia sẻ hết tất tần tật từ A đến Z cho mọi người về bồ câu Titan siêu thịt của Thái, bồ câu gà Mỹ về cách nuôi như thế nào. Đây là mình làm cái chuồng quần thể như này để nhiều người có thể là nuôi chim bồ câu trên sân thượng này, hoặc là ở nông thôn này có thể nuôi chim bồ câu theo cái hình thức này được. Đấy, mọi người thấy những cặp bồ câu rất đẹp đó, nó đẻ và sinh con bình thường nha. Đấy, bồ câu rất đẹp và to, nó phải chuẩn như thế này nha mọi người. Và làm những cái chuồng trại này thì nó đơn giản lắm mọi người, cứ tầm khoảng với độ đẻ này tầm khoảng cứ 25 đến 30 ngày là mình đã có lứa chim bồ câu con rồi. Có thể như là phục vụ ăn uống trong gia đình này, có thể như là ai mà cần lứa tặng thì mình tặng luôn. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Kênh của mình là Nông Dân Làm Giàu, là kênh về chim bồ câu duy nhất ở Việt Nam, là lấy thương hiệu đầu tiên là Nông Dân Làm Giàu mọi người nhé. Thì hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ kênh Nông Dân Làm Giàu của mình trên tất cả các hạ tầng, trên mạng xã hội mình đều có.
thì hy vọng mọi người sẽ kết nối với mình, hoặc là ai nuôi chim bồ câu chưa có kinh nghiệm thì cứ trao đổi với mình nhé. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình.